Tập 53. Anh về rồi sao? Là như vậy. Ban đầu thì là vậy, nhưng sau đó có hiểu lầm. Phải đó, bé đó đi xem thiệp cưới, sau đó không nghe điện thoại. Tôi tưởng cô ấy mất tích cho nên là tôi... Phải đó, anh về là tốt rồi. Anh đừng đi cùng với hồ ly tinh đó nữa. Anh có biết là cô ta đang lợi dụng anh không? Chúng tôi nhìn ra hết rồi. Em thông đồng với họ lừa anh sao? Không phải đâu, chuyện này không nên trách họ. Là em không bằng lòng chuyện anh với Diệp Kỳ đi bên nhau. Sao không phải là chuyện của chúng ta? Là do một mình tôi nghĩ ra đó. Người nào làm người đó chịu. Chuyện cao gian tôi làm chưa bao giờ hối hận. Anh tức giận thì nhắm vào tôi đi. Các người không muốn tôi đi cùng Diệp Kỳ cho nên làm vậy phải không? Phải đó. Xin lỗi anh, em sai rồi. Mẹ đó, lần này mọi người thật sự quá đáng. Nè, chuyện còn chưa xong mà anh đi đâu vậy? Tốt rồi. Giận thiệt rồi đó. Diệp Kỳ không phải xảy ra chuyện rồi chứ? Lần này cô đùa quá trớn rồi. Là cô ta tự làm tự chịu thôi. Tôi phải đi xem cái đã. Tôi cũng đi cùng cậu. Nè, chờ tôi với. Áo của cô ấy đây. Và còn em, chuyện này em đùa quá trớn rồi. Nè, em là muốn giúp bạn của em thôi mà. Em làm vậy cũng không được sao? Liên quan gì tới em đâu. Mấy người này đúng là kỳ cục. Mỗi người ngược lại đâm tôi ba nhát. Nóng quá, nước gì không biết. Diệp Kỳ, Diệp Kỳ. Số mấy bạn đang gọi, tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Alo, Tiêu Lượng. Tiêu Lượng, rốt cuộc anh vẫn tới. Em hứng gió cả đêm rồi không sao chứ? Em vẫn còn bệnh đó, phải tự chăm sóc bản thân. Phải. Trong mắt của anh, em mãi mãi là người bệnh. Tất cả những quan tâm và chăm sóc của anh dành cho em đều là thương hại em phải không? Cái em cần không phải sự thương hại của anh. Đương nhiên anh biết em muốn gì, nhưng em phải hiểu cho rõ. Những thứ em muốn anh không cho em được. Tại sao em luôn dày dò bản thân chứ? Em đã nói với anh rồi, em không quên được anh. Từ khi tỉnh lại, mỗi ngày sau đó em đều sống rất khổ sở. Em vẫn yêu anh, nhưng mà anh đã yêu người khác. Tại sao lại như vậy chứ? Diệp Kỳ, ngoài mẹ đó ra, anh không thể nào yêu ai khác. Anh biết tình cảm của em, nhưng mà chúng ta không thể. Tại sao em cứ mãi đuổi theo một người mà mình không bao giờ nhớ tới? Tới cuối cùng người chịu tổn thương là em. Tại sao? Người trước đây anh yêu rõ ràng là em. Tiêu Lượng, anh đừng rời xa em có được không? Em... Chúng ta có thể lén lút qua lại với nhau. Em sẽ không làm ảnh hưởng tới anh đâu. Chỉ cần có thể bên cạnh anh, tất cả danh phận, tất cả tôn nghiêm em đều không cần đến. Em không để ý gì đâu. Được không? Em điên rồi sao? Sao em lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy? Bây giờ em đang rất tỉnh táo. Vì anh em không cần gì cả. Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Mẹ đó làm được như vậy không? Cậu đang tìm gì vậy? Đi đâu rồi? Tiêu Lượng, đừng rời xa em. Diệp Kỳ, làm gì vậy?
Không có gì, không có gì. Có một thứ tóc dài nhưng không có mặt ở đằng sau. Đừng quay đầu lại. Diệp Kỳ, như vậy hơi quá đáng rồi. Quá đáng sao? Vậy mẹ đó đang làm gì? Nè, Tiêu Lượng. Tiêu Lượng, anh tìm được Diệp Kỳ rồi sao? Cô không sao chứ cô Diệp? Hai người đang làm gì vậy? Đang đóng kịch cho tôi xem sao? Tôi đang xem anh đóng kịch thì có. Lôi Dịch Minh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tại sao anh lại ở giữa chia rẽ chúng tôi? Vừa nãy anh ôm bạn gái của tôi, còn gọi tôi là anh em. Đừng hiểu lầm Tiêu Lượng. Anh cho rằng cả thế giới này chỉ mình anh có mắt thôi sao? Người khác đều mù hết rồi. Vừa nãy anh làm gì với Diệp Kỳ? Anh muốn tôi giải thích thì tôi giải thích. Vì tôi muốn chắn cho mẹ đó không nhìn thấy cô ấy và anh. Làm những thứ dơ bẩn đó. Bây giờ tới lượt anh mau giải thích đi. Vừa rồi hai người đang làm gì? Chuyện của chúng tôi tự giải quyết. Không cần anh nhúng tay vào. Được rồi, đừng có gây nhau. Em bị hai người làm cho hồ đồ rồi. Để tôi giải thích. Lôi Dịch Minh vừa nhìn thấy tôi thể hiện tình cảm của mình với Tiêu Lượng. Tôi không có gì không dám thừa nhận cả. Còn anh, anh luôn yêu mẹ đó nhưng lại không dám thừa nhận. Nhưng giờ phút nào anh cũng muốn chia rẽ hai người họ, muốn cướp mẹ đó từ tay của Tiêu Lượng. Tôi nói có sai hay không? Nam và nữ không bao giờ có tình bạn đơn thuần. Lôi Dịch Minh đối với cô cũng như tôi đối với Tiêu Lượng. Chúng tôi đều cam tâm tình nguyện chia sẻ người mình yêu với người khác, chứ không chịu mất đi người đó. Không sai, vừa nãy tôi đã chủ động. Tiêu Lượng không làm gì sai trong chuyện này. Vì Tiêu Lượng chung thủy cho nên mới cảm thấy anh ấy là người đáng để mình yêu. Còn cô mễ đó, rõ ràng cô biết Lôi Dịch Minh yêu cô sâu đậm nhưng lại chưa từng cự tuyệt anh ta. Như vậy có phải cô cho anh ta hy vọng không? Đối với Tiêu Lượng, cô là kẻ phản bội. Diệp Kỳ, em im miệng lại đi. Diệp Kỳ. Phải. Khi nãy Lôi Dịch Minh đúng là đã ôm tôi, nhưng cũng chỉ là ôm thôi. Mễ đó, Lôi Dịch Minh ôm em, chẳng lẽ em không biết cự tuyệt sao? Tiêu Lượng, bây giờ chúng ta tại sao ngay cả việc hiểu lầm nhỏ như vậy cũng không giải thích rõ được? Đủ rồi. Không phải anh muốn biết giữa tôi và mẹ đó có gì hay không sao? Tôi nói thật, người anh em này đã sớm chán cảnh yêu tay ba rồi. Bây giờ tôi yêu say đắm được chưa? Hài lòng chưa vậy? Có nghĩa lý gì chứ? Để che giấu quan hệ với anh và mẹ đó, cố ý nói dối. Cậu đang yêu ai vậy? Sao tôi lại không biết? Cô nhất định phải ép người quá đáng vậy sao? Phải. Bây giờ mời anh giải thích, người anh yêu nhất là ai? Thật ngại quá, đột nhiên hẹn cô ra đây. Cô không cảm thấy đường đột sao? Không sao, nhất định là cô có chuyện gấp. Là liên quan tới Lôi Dịch Minh phải không? Phải đó, tôi nghe Lôi Dịch Minh nói cậu ấy và một đồng nghiệp yêu nhau. Tôi muốn hỏi là có phải không? Thật ra hôm nay ra đây gặp cô là muốn giải thích với cô chuyện này. Tôi và Lôi Dịch Minh thật sự là không phải như cô tưởng tượng. Cô đừng có hiểu lầm nha. Thật ra cô không cần phải giải thích đâu. Lôi Dịch Minh muốn hẹn hò với ai? Tại sao lại hẹn hò với người đó? Đối với người bạn thân như tôi mà nói, không có gì liên quan hết. Còn tôi, điều duy nhất mà tôi muốn làm chính là thật lòng chúc phúc cho hai người. Đối với chuyện riêng của hai người, tôi sẽ không can thiệp đâu. Nhưng cô thật sự dễ dàng để cho anh ấy đi sao? Tại sao tôi không thể để cậu ấy đi? Lôi Dịch Minh là bạn tốt nhất của tôi. Đương nhiên tôi hy vọng cậu ấy được hạnh phúc. Nhưng trong lòng của Lôi Dịch Minh, cô không phải là bạn đơn thuần. Tôi biết, trong lòng của Lôi Dịch Minh, người mà anh ấy thật sự yêu nhất chính là cô. Đó đều là những chuyện trong quá khứ. Bây giờ cậu ấy đã chọn ở bên cạnh cô, chứng minh cậu ấy đã từ bỏ được, quyết định bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Cho nên bác sĩ Phương, cô đừng vì những chuyện trong quá khứ mà trách móc cậu ấy. Cậu ấy không phải là người một dạ hai lòng đâu. Tôi chưa bao giờ cho rằng anh ấy là người một dạ hai lòng. Chỉ là đối với tôi, chỉ cần anh ấy nhìn tôi một cái là cũng đủ rồi. Cô đừng nói như vậy mà.
Nếu cậu ấy đã chọn ở bên cạnh cô, nhất định là cô đã có gì đó khiến cho cậu ấy rung động. Cậu ấy thích cô, cho nên mới hẹn hò với cô. Trước đây cậu ấy không có hẹn đi xem phim với đồng nghiệp nữ đâu. Thật sao? Trước giờ chưa bao giờ hẹn đồng nghiệp nữ. Đương nhiên rồi, chỉ là bên ngoài có vẻ không nghiêm chỉnh, nhưng mà thật ra trong lòng cậu ấy rất bảo thủ với chuyện tình cảm. Theo những gì tôi hiểu về cậu ấy chưa bao giờ hẹn hò với nữ đồng nghiệp. Cô chính là người đầu tiên phá vỡ nguyên tắc đó. Theo như cô nói, anh ấy cũng không ghét tôi như vậy phải không? Hai người đã ở bên nhau rồi, sao lại ghét nhau được chứ? Không có gì, tôi chỉ là nghe cô nói như vậy lại cảm thấy tự tin hơn. Mẹ đó, nếu cô và Lô Dịch Minh là bạn tốt của nhau, vậy cô giúp tôi hiểu thêm về anh ấy có được không? Hiểu cậu ấy sao? Phải đó. Nếu như tôi muốn đến gần anh ấy thêm một chút nữa, vậy thì tôi phải hiểu sở thích và những thói quen thường ngày của anh ấy. Được thôi, cảm ơn cô nha. Bác sĩ Lôi, cái này bệnh nhân phòng 517, cô hãy cho cô ấy như vậy nha. Phương Văn Hy, bây giờ bác sĩ Phương không có ở đây đâu. Được, tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy. Được rồi. Bác sĩ Lôi, anh làm sao vậy? Thật ra tôi đột nhiên rất kỳ giết thôi, không biết sao tự nhiên lại rớt xuống. Bây giờ có rồi. Phải rồi, vừa nãy nghe nói bác sĩ Phương không có ở đây. Cô ấy đâu rồi? Tôi đang muốn hỏi anh chuyện này đó. Bác sĩ Phương hôm nay xin nghỉ. Anh có biết cô ấy có chuyện gì hay không? Xin nghỉ sao? Không lẽ là vì chuyện tối qua? Sao vậy? Cô coi, nhìn ánh mắt của cô đi. Cô có phải là y tá hay không? Từ sáng tới tối nhiều chuyện. Cô là bà Tám sao? Chuyện cần hỏi thì hỏi, không cần thì thôi. Làm việc đi. Nè bác sĩ Lôi, nếu như anh thật sự thích bác sĩ Phương rồi, vậy thì cứ bắt đầu với cô ấy đi. Tại sao đột nhiên lại nói chuyện này? Cũng đâu có gì đâu. Tôi chỉ lại nhớ tới những tháng ngày trước đây của chúng ta. Tôi thích anh lâu như vậy rồi, nhưng mà không có kết quả. Nếu như anh thật sự thích một người khác, tôi cảm thấy cũng không phải là chuyện xấu. Hiểu Mẫn à, anh đừng hiểu lầm nha. Tôi chỉ là quyết định sẽ từ bỏ anh. Tôi không muốn bác sĩ Phương lại giống như tôi trước đây, chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh anh. Yêu đơn phương rất đau khổ đó. Cho nên tôi không muốn bác sĩ Phương trở thành một Hiểu Mẫn thứ hai. Chúc hai người hạnh phúc. Alo. Được, tôi biết rồi. Được. Tôi vừa gặp Mễ Đoá. Gặp Mễ Đoá? Sao lại gặp cô ấy? Giống gì, tôi muốn thông qua cô ấy biết thêm chuyện liên quan tới anh. Tôi muốn hiểu thêm về anh. Nhưng tôi phát hiện ra tôi xem nhẹ tình cảm với hai người rồi. Mặc kệ cô ấy nói gì với cô, tôi không muốn người khác gặp cô ấy. Cô hiểu không? Tôi không cần ai giúp tôi xử lý mối quan hệ này. Và tôi không cần cô ấy đồng tình. Cô ấy rất quan tâm tới anh. Cô ấy hy vọng anh được hạnh phúc đó. Mong tôi hạnh phúc sao? Cô ấy đúng là muốn tôi sớm từ bỏ cô ấy. Đừng làm phiền cô ấy thì có. Cho dù cô ấy muốn anh sớm từ bỏ cô ấy, không lẽ anh không muốn biết lý do thật sự là tại sao sao?
Lý do thật sự là gì? Là có lẽ cô ấy sợ anh sẽ làm cô ấy lay động. Cô ấy nói anh là người rất nghiêm túc. Tuy rằng trong điện thoại lưu rất nhiều số điện thoại của con gái, còn hay gọi người ta là cục cưng. Nhưng trước giờ chưa bao giờ gọi cho họ. Anh chỉ dùng nó để khoe khoang về bản thân thôi. Lô Dịch Minh bên ngoài thì nói không thích người khác tới nhà của cậu ta, còn thường nói không chịu nổi phải sống cùng ai đó. Thực ra cậu ấy sợ mình sẽ thích ứng với người đó. Đến một ngày người đó rời bỏ cậu ấy, cậu ấy sẽ rất buồn. Nếu như trước mặt cô cậu ấy từng nói là cậu ấy thích cô, vậy thì bất luận trong tương lai cậu ấy dùng bất cứ lời biện hộ nào, nhất định chính là lời nói dối. Vì cậu ấy chỉ sợ bị từ chối thôi. Tuy rằng trước mặt cô luôn luôn thể hiện ra dáng vẻ vui vẻ, nhưng thật ra đằng sau cậu ấy cũng có những lúc rất buồn. Cho nên cô nhất định phải nhớ là phải tốt với cậu ấy một chút. Đừng để cậu ấy có cơ hội đau buồn một mình. Nếu như hai người yêu nhau, nhất định phải cùng đi xem một bộ phim kinh dị. Phải giả vờ như rất sợ hãi. Nếu như cậu ấy đưa cô đi dạo bên bờ sông, nhớ nắm lấy tay của cậu ấy, rồi nghiêng đầu dựa vào vai của cậu ấy. Nếu như cậu ấy đưa cô đi ăn món nướng ở quán lề đường, nhất định phải đút cậu ấy ăn. Phải để cho mọi người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào của hai người. Cuối cùng phải nhớ rằng đừng bao giờ bỏ rơi cậu ấy, vì cậu ấy thật sự là một người khiến cô động lòng đó. Mẹ đó, anh ấy vì cô làm nhiều chuyện như vậy, không lẽ cô không động lòng chút nào sao? Vậy cô ấy nói làm sao? Đáp án nhất định là không có rồi. Cô ấy nói không thể trả lời tôi được. Cô ấy nói gì chứ? Cô ấy nói không thể trả lời tôi. Ý của cô ấy là cô ấy từng động lòng với anh. Tôi có lời này muốn nói với cậu. Tôi xứng đáng được Tiêu Lượng thích, nhưng tôi không xứng đáng với tình cảm sâu nặng của cậu. Cho nên Lô Dịch Minh, đừng chỉ nhìn có mình tôi nữa. Cho dù cô ấy muốn anh sớm từ bỏ cô ấy, chẳng lẽ anh không muốn biết lý do thật sự tại sao sao? Lý do thật sự là gì? Có lẽ cô ấy sợ anh sẽ khiến cô ấy lay động. Ý của cô ấy là cô ấy đã từng động lòng với anh. Sao cậu lại tới đây? Tôi cần biết đáp án của cậu. Đáp án gì chứ? Chuyện hôm qua Phương Chân Hy hỏi cậu đó, cậu vẫn chưa trả lời. Tôi không biết cậu đang nói gì hết. Tôi đang vội lắm, bây giờ phải đi làm rồi. Cậu mặc thêm áo vào đi. Không được đâu, tôi cần phải biết đáp án. Rốt cuộc cậu có từng rung động với tôi không? Đương nhiên là không. Tôi chưa bao giờ động lòng với cậu. Cậu nhìn vào mắt của tôi đi. Nói với tôi, cậu có từng động lòng với tôi không? Mặc kệ cậu nghĩ ra sao, bây giờ tôi phải đi làm rồi. Mẹ đó không được đâu.
Tôi muốn cậu phải nói sự thật với tôi. Nếu cậu không nói, tôi sẽ bám lấy cậu đó. Lời tôi nói vừa rồi chính là sự thật. Cô xem ở chỗ này đi. Xin hỏi Tử Lương? Không, quản lý của cô có ở đây không? Xin hỏi bà là? Tôi là dì của quản lý Lâm. Bây giờ quản lý Lâm đang họp, đợi chút nữa bà hắn quay lại. Lập tức ra khỏi nhà của tôi. Đợi một chút là bao lâu? Việc này chúng tôi cũng không biết. Chào dì. Dì tới tìm quản lý Lâm sao? Cháu là Di Thiết Nhi ở bộ phận thiết kế. Bây giờ quản lý Lâm đang họp rồi, trong vòng nửa tiếng không thể xong. Hay là theo cháu vào trong ngồi đợi nấy? Được. Mời dì ngồi. Cháu rót trà cho dì nha. Không cần, không cần đâu. Cô tên Di Tuyết Nhi sao? Dạ chưng. Dì gọi cháu là Tuyết Nhi được rồi. Không giấu gì chị. Lúc nãy cháu cứ nghĩ không biết dì là dì của quản lý Lâm. Dì nói dì là dì của anh ấy. Nhưng mà trông dì còn trẻ quá. Bình thường dì chăm sóc ra sao vậy? Trông da dẻ và tinh thần của dì kìa, không thể đoán ra được tuổi tác. Vậy sao? Cháu thật là biết ăn nói. Phải rồi, lúc nãy cháu nói cháu ở bộ phận thiết kế. Vậy cháu cũng là nhà thiết kế? Dạ đúng, nhà thiết kế. Vậy chắc cháu cũng biết Lưu Tư Nguyên. Dạ biết. Sao vậy, dì cũng quen cô ấy sao? Lưu Tư Nguyên bình thường ở công ty biểu hiện ra sao? Cháu không tiện nói cho lắm. Không sao, cháu cứ nói đi. Dì sẽ không nói với Tử Lương đâu. Nói thật thì về mặt công việc và thành tích, cô thiết kế Lưu vẫn luôn rất kém. Thời gian trước cô ấy phụ trách Berlin Star đã xảy ra vấn đề, nên quản lý Lâm cho cháu tiếp quản hạng mục thay cô ấy. Đến công việc còn không làm tốt thì có thể giúp được gì cho Tử Lương? Dì à, có vài lời cháu không biết là có nên nói ra hay không. Cháu cứ nói. Tuy thiết kế Lưu không làm tốt công việc, nhưng mà về mặt giao tiếp rất lợi hại đó. Cô ấy rất ân cần với quản lý Lâm, bình thường vẫn hay bám lấy anh ấy, cho nên quản lý Lâm mới giao hạng mục lại cho cô ấy. Dì biết ngay là vậy mà. Con trai dì đã bị hồ ly tinh đó mê hoặc rồi. Chúng ta đừng nhắc tới Lưu Tư Nguyên. Tuyết Nhi, cháu là nhà thiết kế. Vậy cháu học thiết kế ở trường đại học nào? Trong nước hay sao? Từ nhỏ bố mẹ đã đưa cháu ra nước ngoài rồi, cháu học thiết kế ở Anh. Từ nhỏ đã ra nước ngoài sao? Xem ra hoàn cảnh của cháu cũng rất tốt. Bố mẹ của Tuyết Nhi làm nghề gì? Bố của cháu làm trong ngành dầu mỏ. Còn mẹ cháu mở chuỗi nhà hàng trong nước. Nhưng bây giờ họ đều di dân rồi, trong nước chỉ còn lại mình cháu. Cho nên khi gặp dì, cháu cảm thấy rất thân thiết. Cảm giác giống như là gặp lại mẹ cháu vậy. Dì cũng cảm thấy rất thân thiết với cháu. Vừa nhìn đã biết cháu thấu tình đạt lý rồi. Có văn hóa, lại được dạy dỗ tốt, ăn mặc lại rất thẩm mỹ. Dì quá khen rồi. Phải rồi, cháu là nói chuyện mà quên mất. Dì à, dì tới tìm quản lý Lâm có chuyện gấp sao? Hay là để cháu đi hối thúc nha? Không cần, không cần đâu. Dì tới là muốn xem Tử Lương ra sao thôi. Một mình ở nhà cũng buồn cho nên muốn ra ngoài đi dạo. Vậy dì nhất định phải ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Dì à, nếu quản lý Lâm bình thường bận công việc, không dành thời gian cho dì, vậy có thể tìm cháu, cháu sẽ đi cùng với dì. Như vậy thì làm sao được chứ? Cháu vẫn còn công việc của mình mà. Bây giờ quản lý Lâm phải đi gặp khách hàng rồi, có lẽ là không thể qua đây được. Biết rồi, cô đi làm việc đi. Dạ vâng. Vậy thì thôi đi, dì nên về nhà thôi. Dì à,
Bố mẹ cô cháu đều di dân cả rồi. Ở trong nước cháu chỉ có một mình cũng cảm thấy buồn. Hôm nay có duyên được gặp trưởng bối như gì đây. Cháu rất thích trò chuyện đó. Cảm giác giống như một người bạn cũ đã quen rất lâu. Hay là cháu mời dì ăn bữa cơm. Sau khi ăn xong cháu cùng dì đi dạo phố, dì thấy sao? Tốt quá rồi. Dì đang thiếu một người để bầu bạn đây. Dì à, dì chờ cháu một chút nha. Cháu sắp xếp công việc một chút. Được rồi, cảm ơn cháu. Sao cô lại tới đây? Đây là công ty của Tiêu Lượng. Tôi ở đây kỳ lạ lắm sao? Không tới mức kỳ lạ, nhưng tôi cảm thấy cô gái như cô thật đáng thương. Bị anh ta từ chối nhiều lần rồi vẫn tiếp cận anh ta với thân phận là bạn gái cũ. Cô còn muốn đeo bám tới khi nào? Theo ý của anh, tôi nên rời xa quê hương, sau đó để Tiêu Lượng với mẹ đó kết hôn sinh con đẻ cái sao? Bất niên giai lão. Còn anh thì tiếp tục ở trước mặt của Tiêu Chấn Đông, giả vờ là đứa con ngoan. Là vậy sao? Kinh ngạc như vậy làm gì? Trí nhớ của tôi đã hồi phục rồi. Hơn nữa, thứ mà tôi nhớ rõ nhất là những gì anh đã làm đối với Tiêu Lượng. Tôi nghĩ là cô nên cập nhật kho thông tin của cô đi. Tôi không còn là Lâm Tử Lương của trước đây. Những chuyện trước đây đã vạch trần cả rồi. Vậy sao? Vậy kế hoạch Blue Flame thì sao? Anh tiết lộ giá sàn của Teishiro cho giám đốc Dương ở công ty đối thủ biết. Chuyện này cũng đã nói ra rồi sao? Sao cô lại biết được? Muốn điều tra anh, với tôi mà nói không phải là chuyện khó. Chỉ cần bỏ ra chút tâm tư thôi. Đừng tưởng tùy tiện nói vài câu là uy hiếp được tôi. Có phải anh cũng mất trí nhớ rồi không? Anh quên Diệp Kỳ là người không nói chuyện mà không có chứng cứ sao? Tôi nghĩ bây giờ có lẽ bố của anh chưa biết chuyện anh và giám đốc Dương bí mật giao dịch. Cô muốn tới gặp bố tôi để tố cáo có phải không? Tôi nói cô nghe, ông ấy là bố của tôi. Cho dù tôi có phạm phải sai lầm, ông ấy cũng sẽ tha thứ. Tính tình tới chết cũng không đổi. Ăn cây táo rào cây sung. Vì muốn hãm hại Tiêu Lượng hết lần này tới lần khác mà không quan tâm tới lợi ích công ty. Anh nghĩ bố của anh sẽ tha thứ cho anh sao? Trong mắt của bố anh, thì anh nghĩ coi, ông ta coi trọng anh hơn hay là coi trọng Tiêu Lượng hơn? Chuyện này không phải anh nói là được đâu. Nói đi, cô muốn tôi làm gì? Rất đơn giản. Đuổi mẹ đó đi, để Tiêu Lượng quay về bên cạnh tôi. Đổi lại, tôi sẽ giữ bí mật cho anh. Nếu cô muốn đuổi cô ta đi, trước đây cô sớm đã thành công rồi, cần gì đợi tới bây giờ? Hơn nữa, bây giờ mẹ đó là vợ sắp cưới của Tiêu Lượng. Vợ sắp cưới sao? Cô ta có tư cách gì chứ? Ý của cô là gì đây? Anh không cần biết nhiều đâu. Chỉ cần làm theo kế hoạch của tôi. Vậy là được rồi. Con trai, mẹ về rồi đây. Mẹ đi mua sắm sao? Mua nhiều đồ như vậy, tâm trạng cũng rất tốt. Tâm trạng đương nhiên là tốt. Hôm nay mẹ có duyên gặp được một người bạn, cùng mẹ đi mua sắm cả buổi chiều, còn tặng mẹ rất nhiều quà. Người bạn sao? Sao con chưa từng nghe? Hơn nữa không phải lúc nào mẹ cũng ở nhà sao? Con còn nói nữa sao? Con và bố của con không có thời gian bên cạnh mẹ. Mẹ ở nhà buồn lắm. Mẹ cũng đâu phải là người ngoài. Con bận công việc mà. Mẹ, con hứa với mẹ, chỉ cần có thời gian con nhất định sẽ bên mẹ. Bận. Trước đây bố con cũng nói với mẹ như vậy, bây giờ tới lượt con. Mẹ sắp buồn tới chết rồi đây. Đến người để nói chuyện cũng không có. Thẩm mỹ của con bé không tệ nha. Nếu mẹ có một đứa con dâu như vậy thì cảm thấy đủ rồi. Con thấy sao? Đẹp lắm. Xin
vào, cẩn thận bật thềm. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Hôm nay tôi tới để tư vấn một chút. Dạ được, mời bên này. Chào mừng quý khách đã tới Sion EQ. Chào cô. Cách đây không lâu, tôi có một người bạn từng làm phẫu thuật ở đây. Tôi muốn tìm hiểu một chút tài liệu phẫu thuật của cô ấy. Xin lỗi nha, chỗ chúng tôi không thể công bố tư liệu của bệnh nhân ra bên ngoài. Nếu cô muốn tìm hiểu, tốt nhất nên để cô ấy đích thân tới đây. Bởi vì bây giờ cô ấy không tiện ra ngoài, cho nên tôi mới tới đây tìm hiểu trước. Chỉ cần ở đây có tư liệu về cô ấy là được. Xin lỗi nha, nếu bạn của cô có yêu cầu gì, xin cô hãy cung cấp giấy tờ chứng minh bạn cô đã ủy thác cho cô. Còn nếu không có, chúng tôi không thể cung cấp được đâu. Vậy cô có thể chăm trước không? Bởi vì bây giờ cô ấy thực sự không thể ra ngoài. Tôi chỉ cần biết một bệnh nhân tên là Mễ Mỹ Lệ là được rồi. Thật sự xin lỗi, cô hãy bảo bạn của mình ủy quyền cho cô tra tư liệu đi. Cảm ơn. Không có gì. Đây là bản thảo cuối cùng của Berlin Star. Anh xem qua đi. Không tệ. Cứ dựa vào cái này mà làm. Dạ được. Vậy em chuyển tới bộ phận thiết kế. Được. Tư Nguyên, nếu hôm nay không có việc gì thì sớm tăng ca đi. Như vậy mọi người sẽ lợi ra tiếng vào. Em cũng không vất vả lắm. Anh muốn em sớm về nhà để dành thời gian cùng với mẹ anh. Hôm nay công việc của anh cũng vất vả quá, không có thời gian bên mẹ. Em thay anh chơi với mẹ đi, có được không? Sao vậy? Không muốn sao? Không phải em không muốn. Em chỉ sợ gặp mẹ của anh, mẹ anh sẽ không vui. Sao có thể chứ? Không phải hôm đó hai người nói chuyện rất vui sao? Vì có anh và chủ tịch. Nói thật thì em cảm thấy mẹ anh không thích em. Con người của mẹ anh đó, miệng cứng nhưng lòng mềm, trông có vẻ khó gần một chút. Hai hôm trước mẹ nhận được một món quà thì vui vẻ cả nửa ngày. Thật ra mẹ của anh giống như một đứa trẻ, bà ấy cần người bên cạnh dỗ dành thôi. Em ở cùng với bà ấy, tự nhiên bà ấy sẽ thích em thôi. Chào dì, dì tới rồi. Chúng ta đi dạo phố nha. Đợi một chút, còn một người nữa. Còn ai chứ? Cô cũng quen đó. Cháu cũng quen sao? Bác gái. Cháu tới rồi sao? Thật ngại quá. Trên đường bị kẹt xe cho nên cháu tới trễ. Không sao, bác cũng mới tới. Là cô sao? Sao vậy? Cháu còn tưởng chỉ có hai chúng ta. Bác à, xem ra chị Tư Nguyên không quan ngân cháu rồi. Hay là cháu về nha? Để chị Tư Nguyên đi cùng với bác. Sao vậy? Ai nói là không quan ngân cháu? Tuyết Nhi là do tôi mời tới. Cô có ý kiến không? Dạ cháu không có. Nếu không vì Tử Lương bắt tôi tới đây thì tôi đã không tới rồi. Cũng may Tuyết Nhi đồng ý tới, cho nên tôi mới có tâm trạng đi. Muốn đi thì cô đi đi. Đừng mà bác. Nếu bác bảo chị Tư Nguyên đi, quản lý Lâm biết được sẽ trách cháu. Cô coi, vẫn là Tuyết Nhi của chúng ta hiểu chuyện. Phải rồi bác à, lần trước ở một cửa tiệm, cháu nhìn thấy một bộ đồ bác mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Vậy sao? Bộ đồ cháu tặng bác lần trước, bác mặc ra ngoài ai cũng khen hết. Cháu đúng là có mắt thẩm mỹ. Chúng ta đi thôi. Bác à, chúng ta nghỉ ngơi một chút nha. Đi lâu như vậy rồi có phải bác mệt lắm không? Không mệt, không mệt đâu. Đi mua sắm với cháu rất là vui. Đợi khi nào bác có thời gian, cháu và bác cùng tới châu Âu đi. Bên đó có nhiều kiểu dáng mới hơn ở đây. Được đó. Cảm ơn chị Tư Nguyên nha. Lấy đồ giúp cho tôi. Tôi phải ở đây trò chuyện cùng với bác rồi. Chị Tư Nguyên, phiền chị giúp tôi mua chút nước được không? Mau đi, mau đi đi. Tôi muốn nói chuyện với Tuyết Nhi. Dạ được, vậy cháu đi mua. Bác à, hôm nay bác đi mua sắm có vui không? Bác rất vui đó. Đi mua sắm với cháu rất là hãnh diện. Nhiều người vây quanh chúng ta như vậy. Vì cháu là khách hàng thân thiết. Bác coi bộ đồ này rất là đẹp đó. Đâu có, còn thua xa bộ đồ của cháu. Lần sau cháu đi châu Âu với bác. Được. Dì à, cà phê của dì đây. Tuyết Nhi, uống cà phê đi. Cảm ơn bác gái. Chị Tư Nguyên, lúc nãy chị đi lâu như vậy sao không thấy chị mua gì hết? Không hợp ý của tôi. Phải rồi. Bác à,
Đây là con đặc biệt chuẩn bị cho bác. Lần trước tới nhà dùng bữa, vì tăng ca vội quá cho nên không chuẩn bị gì. Đây là món quà đặc biệt chuẩn bị để bù đắp. Với tiền này cũng đẹp đó. Đây không phải là kiểu cũ lỗi thời sao? Lỗi thời sao? Phải. Sao lại như vậy? Đây là kiểu dáng mới nhất. Tôi đã hỏi nhân viên rồi. Cái này trong nước có thể coi là kiểu mới, nhưng mà nửa năm trước đã có mặt trên thị trường châu Âu rồi. Chị Tư Nguyên, không phải tôi nói chị chứ. Chị là một nhà thiết kế, sao lại không biết chút thông tin nào về thời trang? Cũng may mà tôi kịp thời phát hiện. Nếu không để người thân phận như bác đây dùng kiểu lỗi thời như vậy, người khác sẽ chê cười đó. Bác à, đây là kiểu mới nhất, số lượng giới hạn mà cháu nhờ nhân viên cửa hàng nhập từ châu Âu về, chỉ dành cho khách VIP thôi. Đây là món quà cháu đặc biệt chọn cho bác. Bác xem có thích không? Đẹp quá. Đúng là Tuyết Nhi có mắt chọn thiệt đó. Đẹp lắm, bác rất thích. Chị Tư Nguyên, với tiền này chị mang về đi. Tôi nghe đồng nghiệp nói với tiền trước đây chị dùng đều là hàng nhái. Lần này không dễ chị mua hàng thật, chị mang về tự dùng đi. Sao em lại tới đây? Về chuyện trước đây, hai hôm nay em suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ buông tay anh, tác hợp anh và Mễ Đoá. Hai người sắp kết hôn rồi, là một người bạn, em không nên tiếp tục làm phiền anh. Từ giờ trở đi, em sẽ chúc phúc cho hai người. Alo, Mễ Đoá, cô có thể tới công ty tiêu lượng một chuyến không? Được, tôi đợi cô. Em gọi Mễ Đoá tới đây làm gì chứ? Đợi một chút nữa anh sẽ biết. Cô Diệp, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Có một chuyện tôi muốn trực tiếp nói rõ với cô và tiêu lượng. Thật ra từ trước đến nay, tôi không hề quên tiêu lượng. Chuyện này đã mang lại phiền phức cho hai người, cho nên hôm nay tôi muốn nói với hai người một câu xin lỗi. Thật ra cô không cần xin lỗi với tôi đâu. Mỗi người đều có quyền thích một người khác. Tôi đã quyết định buông tay đối với tiêu lượng rồi và giao anh ấy cho cô. Hơn nữa, tôi sẽ sớm rời khỏi đây và trở về Mỹ. Hy vọng trước khi đi có thể tham gia hôn lễ của hai người, để tôi tận mắt nhìn thấy cô gả cho anh ấy. Tôi biết chuyện này đối với hai người mà nói có thể chẳng là gì, có thể hai người cũng không quan tâm sự chúc phúc này của tôi, nhưng mà đối với tôi, đây có thể là quyết định đau khổ nhất trong cuộc đời của tôi, cũng là quyết định vui vẻ nhất. Mễ Đoá, bây giờ tôi giao người tôi yêu nhất cho cô. Hy vọng cô có thể chăm sóc cho anh ấy. Nếu cô đồng ý chấp nhận lời chúc phúc này, chúng ta có thể làm bạn với nhau không? Được thôi. Vậy thì trước tiên cô phải nhận món quà tân hôn mà tôi tặng. Sau khi tan ca, tôi sẽ đưa cô tới chỗ làm đẹp cho cô dâu. Làm đẹp cho cô dâu? Phải đó. Sắp gả cho người ta rồi, sao có thể không làm đẹp chứ? Tôi đã đặt trọn gói ở thẩm mỹ viện cho cô rồi. Chút nữa tôi sẽ đi cùng với cô. Nhưng sao vậy? Cô vẫn còn băn khoăn chuyện gì sao? Không có. Được thôi, vậy sau khi tan ca, chúng ta đi chung.
Không cần căng thẳng đâu. Hôm nay chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới thẩm mỹ viện đó. Tôi có chút không quen. Không sao đâu. Tay nghề của nhân viên ở đây tốt lắm. Không sao, chúng tôi sẽ giúp cô thư giãn. Một chút nữa sẽ hết căng thẳng thôi, có được không? Hôm nay không cần thư giãn, trực tiếp massage mặt là được rồi. Dạ vâng. Thẩm mỹ viện này tôi thường đến trước khi ra nước ngoài. Mỗi lần massage xong, cảm giác giống như được thay một gương mặt mới, rất thoải mái. Nhưng cô không cảm thấy gương mặt bị người khác sờ mó rất kỳ hay sao? Sao lại có thể? Tay của họ rất mềm mại mà. Hay bây giờ cô massage mặt đi.